Nhận định phù đồng với Long An 19 giờ ngày 15 tháng 7 vòng 13 hạng nhất quốc gia. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Có lẽ sân chơi ở giải hạng nhất vẫn là quá tầm với phù đồng. Sau 12 vòng đấu, đội bóng này mới chỉ có được một chiến thắng cùng hai kết quả hòa, ngoài ra đều là thất bại. 5 điểm có được, họ đang chôn chân ở vị trí cuối bảng và kém đội xếp trên tới 6 điểm. Trong bối cảnh đội chủ nhà đang là kho điểm ở giải hạng nhất thì cơ hội được mang đến cho Long An, họ phải làm khách ở trận này và phong độ mỗi khi xa nhà thì chẳng mấy khả quan. Tính từ tháng 4 năm ngoái đến nay là hai mùa giải, Long An vẫn chưa thể có chiến thắng nào trên sân khách. Nhưng cuối cùng các chuyên gia cũng không thể đánh giá khả quan hơn dành cho Long An, bởi chính sự cầu toàn quá khiến đội bóng này tỏ ra tệ hại. Trận hòa mà phù đồng có được cũng đến từ chuyến làm khách trước Long An. Trận đấu đó, thậm chí phù đồng còn thi đấu thiếu người, bị dẫn trước và gỡ hòa đầy ngoạn mục.